Sau vài ngày im lặng, chàng trai đốt mèo chính thức lên tiếng về sự việc. Xin trích lại nguyên văn như sau. Chào mọi người. Chào tất cả cộng đồng mạng đã và đang theo dõi sự việc của Dilo trong thời gian vừa qua. Đầu tiên xin lỗi Dilo vì đã khiến mày phải chịu như vậy. Xin lỗi. Cảm ơn trạm cứu hộ đã cứu lại Dilo khỏi sự ác độc mà em đã làm. Xin lỗi tất cả mọi người phải xem những video, hình ảnh kinh hãi mà mình gây ra. Xin lỗi những anh, chị, mọi người yêu quý động vật nuôi. Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến những khách hàng đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Xin lỗi Dilo đã tận mắt nhìn thấy điều đó. Trong lúc gần như mất hết mọi thứ về tài chính, công việc, gia đình và tình cảm và tre trong thời gian dài dẫn đến túng quẫn không nghĩ được đến hậu quả mà mình sẽ gây rờ. Mình đã khiến Dilo và những người xung quanh phải chịu ảnh hưởng lớn. Lúc ấy tuyệt vọng, mọi chuyện không thể suy nghĩ thông thoáng được, và trước đó mình đã ngồi ôm Dilo gần 3 tiếng muốn trao lại cho người đáng sở hữu nó mình cũng gặp và muốn trao trả, nhưng mọi chuyện không thành cho nên tuyệt vọng suy nghĩ không thông. Rất xin lỗi về điều này. Mình cũng không hề nói hay đe dọa bên trạm là kiện hay gì cả. Mình đã gọi hotline trạm rất nhiều lần để nói về sự việc và muốn thanh toán tiền cứu cho Dilo, nhưng trạm không nghe một lần nào. Mình cũng không hề đòi nhận lại Dilo như trạm đã nói, vì đây là một kỷ niệm đau buồn và mình cai xứng đáng được nuôi một con vật nào nữa. Trước đó Dilo được mình đón về vì chủ cũ không có thời gian chăm sóc và không gian cũng hẹp nên mình đã nuôi và chăm Dilo được gần một năm nay. Bạn nữ kia không nuôi ngày nào nên mọi comment là mình giành giật, đê tê mèo của người khác hay xin chuột mà mình không cho là sai hoàn toàn. Hai ngày qua mình lặn lội từng chứng minh thư, đọc từng tin nhắn các bạn chửi rủa, không thiếu cái nào cả. Đó là những điều mình phải nhận vì đã gây ra lỗi lầm với đê tê, với những người ở khu phố, với những người yêu mèo. Mình đăng ta tất ngày không chối bỏ tội lỗi mình gây ra, chỉ để đính chính những thông tin sai sự thật từ những nguồn vết khác vẽ vời về câu chuyện này và câu tiền từ sự việc đau lòng này. Nếu trạm có đọc được thì mình xin được gửi tiền điều trị của DT, hy vọng Dilo sẽ chăm được nó như đã nói. Xin lỗi về mọi thứ. Được.